Chào mừng các em đã đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em làm câu hỏi số 3, mục 1 La Mã, trang 154, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống nhé. Câu hỏi của chúng ta như sau. Các lực vẽ trong một mặt phẳng thẳng đứng dưới đây, lực nào có thể là lực hút của trái đất? Vì sao? Ở đây cô có 4 phương án A, B, C và D. Nhiệm vụ của cô trò mình sẽ là đi tìm ra đáp án nào mà trong đáp án đó có hình mũi tên có thể dùng để biểu diễn lực hút của trái đất. Ở bài học trước, chúng ta đã được học về cách biểu diễn của một lực. Chúng ta sẽ sử dụng một mũi tên để biểu diễn một lực. Trong đó chúng ta phải chú ý đến các đặc trưng, đó là phương này, chiều này, độ lớn này và gốc, đúng không nào? Ở đây chúng ta hãy lưu ý rằng lực hút trái đất là lực có phương thẳng đứng, còn chiều hút là do trái đất hút xuống, đúng không? Thế nên chiều sẽ là chiều từ trên xuống. Vậy chúng ta quan sát cho cô cả 4 đáp án này nhé. Chỉ có đáp án C là đáp án đang có mũi tên theo phương thẳng đứng và chiều từ trên xuống thôi. Còn đáp án D cũng theo phương thẳng đứng nhưng lại là chiều từ dưới lên. Còn A và B là hai phương ngang thì sẽ là đáp án sai. Vậy ở trong câu số 3 này, chúng ta sẽ trả lời như sau. Vì lực hút của trái đất có phương thẳng đứng và chiều thì từ trên xuống, đúng không nào? Chiều từ trên xuống. Như vậy, chúng ta sẽ lấy đây làm cơ sở để chọn đáp án C nhé. Như vậy là vừa rồi cô và các em đã cùng nhau hoàn thành xong câu hỏi 3, mục 1 La Mã, trang 154, sách giáo khoa khoa học tự nhiên 6 của bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống rồi. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để xem chi tiết các bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video bài giảng tiếp theo.